Xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, lâu quá mình không có làm clip ăn uống á. Thì hôm nay quay trở lại với mấy món ăn hàng ngày, nhưng mà hôm nay mình chia sẻ với cả nhà cái món sushi cơm cuộn. Hồi bữa có sushi cá sống rồi ha. Hôm nay có món sushi cơm cuộn. Đó, có 3 loại nha. Cũng ở trong cũng là cá sống, rồi một loại có trứng trứng của cái con cá đó. Rồi một loại là thật sự là mình cũng không biết tên cá trong đây là gì luôn á. Nói chung là sushi đi, sushi cơm cuộn đi ha. Cái này thì ăn với lại rong biển ha. Mình có tí xíu rong biển khô nữa nè, cái này để mình cuộn vô mình ăn nè. Đó, có tí xíu bánh kem nữa. Lý do tại sao có cái bánh kem, tại hôm nay birthday mình nhưng mà không có làm, với bình thường cũng không có làm gì hết á, nhưng mà hai cha con gọi điện hỏi mình muốn mua cái gì không. Đó, thì mình mới nói là thôi không mua gì đâu, em đi làm cái này kia, thì ảnh mới nói vậy thôi em muốn ăn cái gì không. Mình mới nói vậy thôi anh mua giùm em cái cơm cuộn đi, lâu quá không có ăn cũng thèm. Mình không có nói mua bánh kem, mà hai cha con đi mua cái bánh kem về. Nhưng mà mấy cha con thì thường thường ngại lên hình lắm, cho nên mình không có quay cái khúc đó. Hôm nay chỉ chia sẻ với cả nhà mình ăn món gì hôm nay, thì là sushi cơm cuộn. Nhưng mà ăn cái này thì mình phải uống này tí xíu nha cả nhà ha, cái gu mình vậy cả nhà thông cảm nha. Đó, ăn không vậy thì nó phí, mà nó không vô đâu đâu, hay là không lẽ uống nước lạnh đúng không. Đó, mình phải uống tí xíu này vô, tí xíu thôi. Ồ, nhiều quá rồi, mình rót nhiều quá rồi. Uống ly này ngày mai khỏi đi làm luôn. Thì bây giờ ăn thử nha, mời cả nhà cùng ăn với mình ha, sushi cơm cuộn. Đó, trong đây nó có 3 loại nha cả nhà. Anh xã mình mua cũng 3 loại luôn á. Anh nói chỗ đó nó cũng không có bán nhiều, cho nên chỉ có 3 loại thôi. Thì em ăn đỡ đi, anh nói vậy đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ ăn thử 3 loại. Mình thích ăn này lắm cả nhà nha. Cái rong biển này nè, mình bỏ cơm trắng vô đây mình cuộn lại ăn cũng ngon lắm đó. Mình sẽ ăn thử cái loại mà có chi hay gì nè, nằm trên nè nó chế chi này thì nó làm sẵn vô hộp hộp á, chứ mình thì không biết làm này rồi đó. Trong đây nó cũng có rong biển sẵn rồi, nhưng mà để mình ăn chung ha, mình gói vô mình ăn coi làm sao. Bỏ nhiều nhiều tỏi chua vô. Mình thích nhất là ăn cái rong biển mà nó làm giống như gỏi nha cả nhà. Cái này ngon lắm, ăn vô nó vừa vừa miệng á. Ngon. Ừ. Cái này á, nó sắc ra nhỏ nhỏ xong gì, nó nêm nếm được rất là vừa ăn. Xong nó bỏ tí xíu mè, tí xíu nói chung gia vị tí xíu á. Nó thơm ơi là thơm luôn. Mình thích ăn cái này nhất rồi. Đó. Trời ơi. Mình gói cái này cái cục chà bá luôn. Mình không thích ăn cái này lắm cả nhà, nó hơi cay nè. Không quen á, mình không quen ăn á. Wow. Mình gói cái cục này to quá rồi, không biết có ăn hết hay không nữa. Đói con mắt. Mời cả nhà cùng ăn với mình ha. Ăn mà quên chấm nó tương luôn nè. Cái đầu mình ăn á cả nhà, cái đầu mình cắn vô một cái á rất là ngon luôn. Lúc sau á mình chấm vô miếng nước tương mình thấy nó hơi mặn, không có ngon á, cho nên chắc mình không chấm nước tương quá, nhưng mà ngon lắm, lâu quá không có ăn á. Đó, thì mình ăn thử tới miếng khác nha, cũng bỏ vô đây luôn. Gừng vô nè, gừng nhiều cho nó ấm bụng nè. Đó, nhiều cái này lên tí xíu, này lên phải the the mới ngon chứ, mình thì mình không quen ăn cái này mà the the mới ngon. Ngon lắm cả nhà.
Hay là tại lâu quá mình không ăn á, ngon. Nó nhờ có hai cái này ngon nè, nhờ có cái gừng chua nè, với lại cái rong biển mà nó làm nó giống như nó làm gỏi vậy á, từ từ vậy á, ngon lắm, cái này ngon lắm. Mình thích ăn cái này ghê luôn á. Ngon. Mình uống tí xíu ha. Mời cả nhà ha. Mỗi lần ăn này cái mình hay uống tí xíu vậy, hay là ăn đồ nướng mình hay uống tí xíu vậy. Uống khà khà rồi dần. Mình sẽ ăn qua tới cái loại có trứng nè cả nhà. Nó phủ trứng lớp ngoài á, này trứng cá nè. Nó phủ trứng lớp ngoài. Nhìn ngon lắm luôn á. Trứng cá này mình chưa ăn lần nào luôn á. Chưa ăn lần nào. Mình ăn cá sống rồi sushi á thì mình ăn nhiều. Nhưng mà cái trứng cá, cái trứng của con cá mình thấy người ta ăn á, mình chưa ăn lần nào thật, chưa ăn. Phải ăn thử đúng không? Cái gì người ta ăn được thì mình ăn được thôi, phải ăn thử thôi. Ở bên đây cả nhà, Mỹ á, nó ăn cái gì á nó hay bỏ bơ vô lắm. Ví dụ như trong ba món cá sống này nè, trong ba món sushi trứng cuộn này nè, đều có bơ hết nha. Cái bơ mà ở Việt Nam mình mà làm sinh tố bơ đó, đó cái bơ đó đó, thì ở bên đây á nó ăn chung với đồ ăn, giống như nó ăn sushi hay là ăn cái kia hay là ăn bình thường nó cũng hay bỏ bơ vô, ngộ lắm đó. Mình qua đây mình mới biết, chứ còn ở bản mình nghĩ là bơ là chỉ làm được món nước uống hay là mình dầm bơ mình ấy này kia ha. Nhưng mà bên đây là nó làm chung với đồ ăn, nó ăn hay lắm. Mà lại rất là ngon. Mình ăn chung như là ngon lắm. Bơ bên đây thì nó không có được béo giống như bơ bên Việt Nam này kia, nhưng mà cũng ok lắm. Nhưng mà nó ăn là vừa chín tới, tất cả mọi thứ đều vừa chín tới, còn chín quá là nó không ăn đâu, nó bỏ hết á, Mỹ nó vậy á. Nãy giờ mấy món này đều có bơ hết, nó nhét bơ cá rồi này kia, nhưng mà đều có miếng bơ hết luôn á. Mà mình ăn vô nó béo béo ngon lắm cả nhà. Lại hôm nay mình mua cái này nè, mình mua cái này mình cuộn vô á, ăn ngon lắm, nó thơm thơm lắm. Rong biển này ăn tốt. Hai chồng mình nó đơn giản lắm cả nhà, ít khi nào mà làm bách đề lắm. Khi mà có bách đề này kia thì thí dụ như bách đề ảnh hay bách mì mình á, thì cái người kia mua cái bánh vậy đó, tại vì nó vô ngày đi làm không mà mình đâu có nghỉ được. Lâu thiệt lâu mới trùng ngay ngày là chủ nhật hay gì á, thì thí dụ làm thêm mấy món ở nhà ngồi ăn này kia vậy thôi à, chứ nói thật là cũng không có làm bách đề ở này kia, cho nên là cũng không có quan trọng lắm với mình. Nhưng mà hai nhỏ mình thì có, mình có làm đó, còn lớn rồi già rồi bất đề gì nữa không, giống như ngày hôm nay nè, ngay ngày bất đề mình, nhưng mà mình đi làm đó, đi làm về tối mệt thế mồ, hôm nay người mình nó cũng không được khỏe nữa, đầu mình nó cũng nhức quá chừng, mình cũng định thôi rồi. Nhưng mà về cái hai cha con đó, hả, mua bánh hồi nào mình đâu hay, cái khui đem bánh ra, bé nhỏ mình nó nói thưa mẹ ơi, mẹ ra hát happy bất đề mẹ này kia đi cho con ăn bánh. Suy đợi ăn bánh nhưng mà đợi hát happy birthday mình, thấy thương không? Thì đó mình nằm mà mình cho qua cái mình nghe thấy thương á, mình thôi mình ráng mình lui cua mình ngồi dậy mình ra mình cho si hát này kia, cắt bánh cho si ăn xong đó mình mới ra đây thôi. Quay chia sẻ với cả nhà ăn sushi tại anh xã mình, anh cũng mua rồi để ngày mai nó hư sao.
uống hết nửa ly này nè, nãy mình rót nửa ly đúng không, rồi bữa nay mình uống hết nửa ly này ăn hồi vô, không biết ngày mai có đi làm nổi không nữa. Lâu quá không uống á, uống vô cái thấy người nó tưng tưng phê phê á cả nhà. Nãy giờ mình ăn ba loại, ba loại đều ngon hết á, nhưng mà cái loại mà có chi á, nó chế chế phủ phủ lên trên là ngon nhất rồi cả nhà, nó béo lắm luôn á. Hớp có hai hớp tí xíu vô thấy người tưng tưng á. Mình lỡ rót nhiều quá cả nhà ơi, nhưng mà ráng uống hết cái này, uống hết cái này xong ngày mai nghỉ khỏi đi làm luôn. Này là ăn cho đời bớt khổ với béo bổ gì đúng không, giống như bữa ăn việc em mình á, nó nói buồn cười chết được, nó nói đời người có mấy cái 10 năm, chỉ có 6 cái 10 năm mà cả nhà đó đúng không, 6 cái 10 năm mà. Nó ngắn thiệt là ngắn luôn á, 10 năm nó nhanh lắm luôn á, thật sự là nhanh lắm luôn á, mình là có 4 cái rồi đó, tụi mình còn 2 cái nữa, tại sao mà không hưởng thụ xong ấy đi ha. Nhưng mình cũng không thấy mình hưởng thụ gì hết trơn á, đi làm cắm đầu cắm cổ mệt thôi là mệt luôn đó. Rồi giống như hôm nay người cũng đâu được khỏe đâu, cái đầu tưng 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 đó, tưng tưng mà còn uống này vô nữa hồi nằm bẹp luôn nè. Vậy là mình uống này tí xíu vô cả nhà, cái mình hay tưng tưng thiệt, mình hay nói xàm xàm vậy đó đó. Mình thôi kệ đi, nói cho nó vui cho nó qua ngày đúng không hả, chứ nhiều khi có nhiều cái cũng buồn cũng bức xúc cũng tâm trạng lắm, nhưng mà nhiều khi giữ trong bụng nó đâu có nói, giờ nói với ai giờ. Nhiều khi không lẽ giờ mình đi làm cả ngày về về chỉ còn tí xíu thời gian mình ở bên gia đình này kia, không lẽ mình nhào vô cái mình than ha, với anh xã mình, hay là mình cằn nhằn hay ái này kia đúng không, thì thôi giữ trong bụng, giữ riết móc xịt bụng luôn không đó. Cho nên cuộc sống á nhiều khi ha đó, giờ bắt đầu nói chuyện xàm xàm mình đó, mình nói là cuộc sống nhiều khi á, nó có cũng sẽ có lúc trầm lúc bổng, lúc buồn lúc vui ha, nhưng mà mình thì mình thấy mình buồn nhiều hơn vui đó, nhưng mà bù qua sớt lại, bù lại là được có mấy nhỏ, nhiều khi nhìn lại á rồi nói chuyện với chúng rồi này kia á, thì nó cũng đỡ buồn hơn, chứ còn cuộc sống mà mình nghĩ là giờ là sống vì con hơn đó, theo mình là vậy á. Nhưng giờ mình cắm đầu mình làm chi đúng không, thì mình làm cũng là để lo cho con thôi đó, chứ còn nếu một mình làm đủ thôi, mình đi chơi phè phẳng mắc gì mình phải cắm đầu mình cài đúng không cả nhà đó. Thì hồi xưa ba mẹ mình cũng vậy, thì giờ mình lại làm cho nó cứ xây dòng nữa, mình lo ngồi tám với cả nhà, mình uống hết nửa ly này hồi nào không hay luôn á nha cả nhà. Trời ơi cái điều này chắc ngày mai mình nghỉ khỏi đi làm luôn á, nghỉ ở nhà làm clip ăn uống ngồi tám với cả nhà ha, nói giỡn thôi chứ không nghỉ được đâu, nghỉ là đói á. Thì hôm nay bất đề nhưng mà không có gì hết, đơn giản, rất là đơn giản luôn. Chia sẻ với cả nhà cái món sushi cơm cuộn nè. Có ba loại thôi nhưng mà ăn rất là ngon luôn. Ừ, mình ăn đói bụng nữa, ăn rất là ngon, tí xíu bánh kem, nửa ly rượu chát, rồi ngồi tám tí xíu vậy mà rất là vui luôn. Cảm ơn cả nhà đã xem hết clip của mình nha. Thì hẹn gặp lại cả nhà clip sau ha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt nha. Good night ha. Bye bye.